Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn cái khu mà phát triển sầm uất kinh khủng nhất ở Sài Gòn. Đó, bây giờ bắt đầu mình đi lên cầu Rạch Chiếc nè quý vị. Đó, buổi chiều này hồi nãy thì có nắng, sao bây giờ nó không có nắng nữa, thấy nó âm u quá. Không biết là có chỉ mưa hay không. Bây giờ mình đang lên cầu Rạch Chiếc. Mình sẽ làm một cái video cho quý vị xem. Đó, cái bên hông cái cầu Rạch Chiếc này bây giờ nó làm thêm một cái cầu, nó đi thoải mái quý vị. Chia ra một bên hông ra, một bên đó là xe tải, xe du lịch 7 chỗ, mấy chục chỗ đó đi bên này trái. Còn mà xe du lịch mà chạy vô cái lên trên đây thì đã đến ngã tư rồi, khó quẹo phải được, người ta phải vô trước. Bên hông cái cầu Rạch Chiếc này nãy có cái đường tàu điện của Sài Gòn Metro, cái gì đường này cũng sắp sửa xong. Thì trong cái đường này thì có cái xe đường Toyota Đông Sài Gòn. Đó, gần tới ngay khu trung tâm phát triển lớn công nghiệp. Phát triển dữ dội mà không thể tưởng tượng đó. Nó trước mặt quý vị đó là cả và các lái. Đèn đỏ là mình dừng lại, đèn đỏ này ở đây tới mấy chục giây rồi, chờ hơi lâu. Bảo về thấy bản chỉ dẫn không, đi thẳng nữa là tới ngã tư Hồng Xanh cầu Sài Gòn, rồi rẽ trái đi lên cầu vượt vòng qua, nhưng mà đi bên phải mới vòng qua rẽ trái chứ không còn thẳng được. Là hầm chui Sài Gòn cầu Phú Mỹ và các lái đường cao tốc, xin lỗi, đường cao tốc Sài Gòn đi Long Thành Dầu Dây. Gần đó ngay trung tâm, ngay trung tâm này là phát triển coi như là dữ dội lắm đi. Chuyển rồi đến trúng mặt. Đó, thì ngay chỗ này mà muốn đi về các lái là đi Long Thành đó, thì quẹo phải đi vô cái cầu vượt này nè. Vậy đó thì đi xe du lịch, xe tải rồi đó, chứ còn xem ra điểm cọp nhưng đường đó đi băng qua là công an động. Hôm nay sẽ đi xích tới ngay chỗ cái tòa nhà đó, rẽ trái mới đi vòng vô trong. Bên trong cái đường Mai Chí Thọ mới đi đi vô hầm chui. Và đánh lái rồi đó, đó. Ở đây để mình chạy từ từ, mình quay vòng vòng cho quý vị xem. Đó, chúc mừng quý vị trước mặt không? Tòa nhà bọc lên như nấm, không thể tưởng tượng. Đó. Đó thì xe hai bánh đi tới đây nó có ngã ba để chảy vô, để trái vô cái bích xi nè,
rồi mới đi vòng lên một đoạn thì mới quẹo ra ngã ba Cát Lái, đi quẹo phải là mới đi về Hầm Chui được. Có gì thấy không đó, đây là đó giờ có những tòa nhà một lên là đó thấy sầm bút rồi. Mình sẽ làm một cái video được đi từ cầu Chiếc Sài Gòn, khu trung tâm phát triển của bên đây là quận quận 2 nè. Đó, Bixi rồi đó. Lotte Cinema đó, đi thẳng nữa tới cầu Sài Gòn. Nó muốn quẹo về phải Cát Lái đó, quẹo trái đó vậy đi lên đoạn nữa mới về quẹo phải qua Cát Lái, chứ còn nãy quẹo thẳng ngay kia là không được, cấm đó. Cái gì thấy đó, ngay trung tâm quận 2 này quý vị, mai mốt thì sát nhập vô thành phố Thủ Đức đó. Đây là còn gọi là khu Thảo Điền quận 2. Đó, quý vị thấy bên đây trái bên kia đường đó là Bê Chô, sau này Bê Chô nó giao lại cho Cinema Mắt kìa. Điền là quý vị, đây đều có cây xăng chiếu phun mưa. Đó, chuẩn bị tới cầu Sài Gòn.
thì chung với cầu Sài Gòn đi qua Trần Đảo thì hơn mình sẽ đi đoạn đó cho quý vị xem. Giờ tới cái hướng chỉ dẫn đi vô Thảo Điền đi vòng ngược lại, mình sẽ làm vô thứ hai cho bên trái cho quý vị xem. Rồi, video đến đây xin tạm dừng, hẹn quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã xem, trân trọng và kính chào tạm biệt.